Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hàng ngày với biết bao hỉ nộ ái ố, những sự việc xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được và cũng không bao giờ thuận theo ý mình. Hàng ngày, hàng giờ, mỗi phút, mỗi giây qua đi, thậm chí ngay cả lúc bạn đang đau khổ tuyệt vọng thì trên thế giới này cũng có rất nhiều người đang như vậy. Đôi khi hoàn cảnh của họ còn tồi tệ hơn của bạn, nhưng họ vẫn chọn cách sống lạc quan, tiếp nhận tất cả, sau đó vươn lên mạnh mẽ hơn. Tin rằng bạn cũng sẽ như vậy, sẽ bình thản mà vượt qua những tháng ngày giông bão của cuộc đời mình. Bởi đời người không có nỗi đau nào không thể chữa lành, cũng không có khổ ải nào không thể kết thúc. Để làm chủ bản thân và vượt qua những sóng gió của cuộc đời, những điều sau đây sẽ giúp bạn giác ngộ chân lý, có thêm nhiều nghị lực sống để sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc hơn. Đời người không có nỗi đau nào không thể chữa lành, cũng không có khổ ải nào không thể kết thúc. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. Hãy nhớ rằng, đôi khi không nhận được những gì bạn muốn lại là một vận may tuyệt vời. Không quan trọng bạn phạm phải bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Khi bạn cảm tưởng cả thế giới đều bỏ rơi bạn, hãy cố gắng nhìn những sự việc từ một góc độ khác. Bạn sẽ hiểu mọi chuyện không bi đát như bạn nghĩ. Vì một thứ kết thúc là để nhường chỗ cho một điều tốt đẹp khác sắp bắt đầu. Cuộc sống quá ngắn ngủi để thức dậy mỗi sáng với những hối tiếc. Hãy biết trân trọng hơn những người cư xử tốt với bạn và quên đi những người làm bạn tổn thương. Bạn nên nhớ, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ. Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn, chứ không phải là một ai khác. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một. Lúc Thượng Đế cho ta khó khăn cũng là lúc cho ta sức mạnh. Vậy nên đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Hãy học cách thích ứng với nó. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn. Hãy nhớ kỹ một điều: chó sủa khi gặp người lạ. Đôi khi không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Khi thấy mình bất hạnh nhất, tốt nhất là nên dành thời gian và trí não để học tập. Chỉ có miệt mài học tập mới khiến bạn không bao giờ thất bại. Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Một khi đã quyết tâm đi tới cùng thì hướng nào rồi cũng sẽ tới đích. Ớt có cay bao nhiêu chăng nữa nhưng vẫn ăn cả vỏ, chuối dù có ngọt nhưng vẫn bỏ vỏ đi. Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể thừa nhận. Vì vậy, hãy bước tiếp vì đã từng vấp ngã. Hãy hy vọng vì đã từng thất vọng. Hãy mỉm cười vì nước mắt đã từng rơi. Cuộc đời tuy không dễ dàng nhưng vẫn luôn đáng sống. Mỗi khó khăn xảy ra không phải là để chúng ta buồn rầu và than thở. Chúng đến để chúng ta mạnh mẽ đối diện với những điều không như ý, để quý trọng những phút giây hạnh phúc, để biết rằng chỉ cần có ý chí, tất cả đều sẽ qua đi. Buồn thương, đau khổ, mất mát
chỉ là một làn gió thoảng đến rồi đi. Những ai đã từng đi qua cuộc đời bạn, cho dù là bỏ rơi bạn, thù ghét bạn, yêu thương bạn hay giúp đỡ bạn, đều là những người thầy đáng quý. Vì chính họ đã giúp bạn học được cách sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống luôn biến đổi không ngừng. Hãy nắm bắt quy luật có được, có mất. Hãy biết cách thay đổi tâm trạng trước khi chờ đợi thực tại thay đổi. Dừng lại một chút, đừng gấp gáp vội vàng. Biết đâu, những gì bạn chưa đạt được hoặc đã mất đi đang quay về bên bạn theo một cách khác. Hãy mở rộng lòng mình để yêu và vị tha cuộc sống. Và mỗi sáng thức dậy, hãy chọn niềm vui thay vì nỗi buồn. Hàng ngày hàng giờ, mỗi giây phút qua đi, thậm chí ngay cả lúc bạn đau khổ, tuyệt vọng, thì trên thế giới này cũng có rất nhiều người đang như vậy. Đôi khi hoàn cảnh của họ còn tồi tệ hơn của bạn nữa, nhưng họ vẫn chọn cách sống lạc quan, tiếp nhận tất cả, sau đó vươn lên mạnh mẽ. Hãy tin rằng bạn cũng sẽ như vậy, sẽ bình thản mà vượt qua những tháng ngày bão giông của cuộc đời mình. Con người chúng ta hy sinh sức khỏe để kiếm tiền, sau đó lại dùng tiền để phục hồi sức khỏe, và rồi chúng ta lo lắng cho tương lai và chán ghét hiện tại. Chúng ta sống như thế, không bao giờ chết, và sau đó lại chết như chưa từng sống thực sự. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà chính là con đường. Ở trên đó có gió, có mưa, có cay đắng xen lẫn ngọt bùi, có yêu thương và cũng có cả hận sầu. Cuộc sống này là một chuỗi những vấp ngã, đứng lên đi tiếp và lặp lại. Nó sẽ dạy ta những bài học lớn, những kinh nghiệm không ai có thể đo đếm được giá trị. Nếu bạn muốn có được những điều bạn chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Đừng nhầm lẫn tính cách của tôi và thái độ của tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng là vực sâu thăm thẳm. Đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai. Bởi vì bạn tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi trên đầu được. Nếu không thích việc hiện tại thì hãy thay đổi. Chúng ta ai cũng chỉ có một đời người, với độ dài được tính bằng hơi thở. Đừng chê trách người khác. Có thể bạn chưa bao giờ biết được những bi kịch như những điều họ đã trải qua, những thất bại chông gai mà cuộc sống đã tạo hình cho họ để có những hành động như ngày hôm nay. Hãy cảm ơn cuộc sống vì ta vẫn ổn hơn họ, và nhìn họ bằng đôi mắt từ bi. Khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng. Tuy nhiên, khi chúng ta còn sống, chúng ta lại nghĩ rằng mình không có đủ tiền. Thực tế thì khi chúng ta qua đời, chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu đến. Điều quan trọng là sống lâu và sống khỏe hơn là có nhiều của cải vật chất. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng để sống khỏe mạnh hàng ngày,
hàng giờ, mỗi giây phút qua đi. Thậm chí, ngay cả lúc bạn đau khổ, tuyệt vọng, thì trên thế giới này cũng có rất nhiều người đang như vậy. Đôi khi, hoàn cảnh của họ còn tồi tệ hơn của bạn nữa. Nhưng họ vẫn chọn cách sống lạc quan, tiếp nhận tất cả, sau đó vươn lên mạnh mẽ hơn. Hãy tin rằng bạn cũng sẽ như vậy, sẽ bình thản mà vượt qua những ngày tháng giông bão của cuộc đời mình. Chúc quý vị sẽ tìm thấy được niềm vui và an lạc trong cuộc sống. Quý các bác và anh chị vừa nghe xong bài chia sẻ "Đời người không có nỗi đau nào không thể chữa lành, cũng không có khổ ải nào không thể kết thúc." Rớt nước mắt với lời tâm sự tuổi về già khi Tết đến xuân về. Câu chuyện thứ nhất, tâm sự đón Tết của tuổi già. Nhiều quý vị khán giả thắc mắc không biết Tết của tuổi già liệu có khác gì với Tết của những người trẻ, những người trung niên không? Dĩ nhiên là có. Lúc này con cái đều đã lớn, đứa đi làm ăn xa, đứa lấy vợ lấy chồng, chỉ còn cha mẹ già trong căn nhà của mình. May mắn thì con cái sum họp quây quần, còn không thì chắc chắn bố mẹ phải đón Tết một mình. Có một khán giả đã gửi những dòng tâm sự của mình như thế này: "Trải qua gần 70 cái Tết cổ truyền, tôi chứng kiến từng bước thay đổi của người Việt khi đón xuân mới. Với tôi, Tết Nguyên đán không đơn thuần chỉ là một kỳ nghỉ lễ, mà đó còn là một cuộc thực hành văn hóa lớn nhất trong năm. Từ thời còn khó khăn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, dù bận bịu đến mấy, thiếu thốn đến đâu, người ta cũng đều cố gắng lo cho gia đình mình một cái Tết đủ đầy nhất có thể. Bởi vậy mới có câu: đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Từ ngày 23 tháng Chạp, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, đã tất bật dọn dẹp nhà cửa thật khang trang để cúng ông Công ông Táo. Sau đó cả nhà lại quây quần gói bánh, trông nồi bánh chưng thâu đêm. Dù nhà giàu hay nghèo, ai cũng cố gắng chưng được một cành đào đón Tết trên ban thờ tổ tiên. Hành trình chuẩn bị Tết mệt nhưng vui, cả gia đình ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng đều cảm nhận được giá trị thiêng liêng của ngày Tết. Dọn dẹp cái cũ, đón năm mới với diện mạo mới no ấm đủ đầy. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của Tết. Nhưng càng ngày cuộc sống con người ngày một sung túc, đầy đủ hơn về mặt vật chất, khiến chúng ta quên dần giá trị thiêng liêng ấy. Người ta bây giờ muốn ăn Tết gọn nhẹ nhất có thể, không muốn tất bật dọn nhà, không muốn bày vẽ nấu nướng, không muốn trang trí nọ kia. Họ sợ mệt, sợ tốn kém và phiền hà. Niềm hân hoan chuẩn bị đón Tết bỗng chuyển thành nhiệm vụ gánh nặng, việc bị ép buộc phải làm, một thực tế đáng buồn. Người thế hệ cũ như chúng tôi mong chờ từng ngày đến Tết để được sum vầy bên con cháu, vì cả năm chúng ta phải buôn ba xuôi ngược, vất vả kiếm tiền từng đồng để mưu sinh. Chỉ có ngày Tết mới được cho phép mình nghỉ ngơi, tề tiệu đông đủ bên con cháu, để hưởng thành quả của cả năm trời. Ngày xưa cũng chẳng có điện thoại thông minh, máy tính bảng để gọi video gặp nhau từ khoảng cách hai đầu thế giới. Vậy nên những giờ phút bên nhau trở nên đáng quý, đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Ngày nay công nghệ thông tin phát triển, chỉ một cuộc điện thoại, một cái bấm tay, ai cũng có thể nhìn thấy nhau ngay lập tức. Con cái tôi gần như tuần nào cũng gọi về cho ông bà nói chuyện với các cháu. Cũng nhờ đó mà người già như chúng tôi như được gần bên con cháu mỗi ngày, dõi theo từng bước chúng phát triển dù ở hai đầu đất nước. Người trẻ coi đó là tiện lợi nhanh chóng, nghĩ thế là đủ, hoàn toàn khác với suy nghĩ của người già. Có lẽ chúng không biết rằng, cả trăm phút gọi điện thoại cũng không bằng một vài giây gặp con cháu bằng xương bằng thịt trước mắt. Có những thứ mà máy móc công nghệ không thể nào truyền tải được thay cảm xúc con người. Quý vị chắc hẳn cũng sẽ cảm nhận được rõ những thay đổi đó đúng không ạ? Nhưng quý vị ơi, Tết cổ truyền cùng những phong tục truyền thống ấy, dẫu sao cũng chính là một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại không thể nào tách rời được. Chỉ có điều là hiện nay, đôi khi cuộc sống hiện đại nhộn nhịp vội vã quá, khiến người ta vô tình lãng quên những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy quý vị ạ. Nếu không tự tay gói một chiếc bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, nấu một mâm cỗ cúng, nhiều người trẻ sẽ cho rằng Tết nhạt và phiền hà, và rồi họ chẳng chịu động tay làm gì để cảm nhận không khí Tết. Cứ ở lì trong phòng,
ôm khư khư chiếc điện thoại di động và than rằng Tết cũng chẳng khác gì ngày thường. Quý vị có thấy rằng chúng ta hôm nay nói nhiều đến cái Tết văn minh? Nhưng thế nào mới là văn minh hiện đại, nhưng không đánh mất đi những giá trị truyền thống? Thì có lẽ nhiều người chưa hiểu đúng. Ngày nay người ta chủ yếu chơi Tết thay vì ăn Tết. Không ít người còn đi du lịch dài ngày để khỏi phải bày vẽ mấy ngày Tết. Nhưng họ không biết rằng chính suy nghĩ đó đã góp phần làm mất đi giá trị thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Dịp để người ta hướng về cội nguồn tổ tiên, về bên gia đình họ hàng, để tận hưởng tình yêu thương mộc mạc nhất. Quý vị thân mến, Tết cổ truyền của dân tộc có nhiều phong tục tập quán. Đó là những nét đẹp được kết tinh qua nhiều thế hệ đi trước, với bao khó khăn gian khổ mới hình thành được. Bởi thế giữ gìn Tết cổ truyền với các phong tục truyền thống là trách nhiệm của mỗi người với thế hệ mai sau. Câu chuyện thứ hai, tôi hối hận vì tiếc tiền về quê ăn Tết. Cũng nhân tiện nói về sự đổi thay của Tết, thì Triết Lý Vàng cũng muốn nói đến những người già và nỗi niềm của họ mỗi khi Tết đến xuân về. Một khán giả có chia sẻ rằng, trước đây mỗi lần về quê ăn Tết, tôi lại đắn đo chuyện phải tốn tiền tàu xe, cho đến khi chợt nhận ra cha mẹ ngày một xa dần. Vài năm trước, mỗi lần về quê tôi cũng đắn đo và suy nghĩ tốn tiền tàu xe, dù chỉ cách nhà 100 cây số. Tàu xe 4 người, hai lượt chỉ tầm 1 triệu đồng. Lương của tôi khoảng 5 triệu đồng, chồng lương 8 triệu. Chúng tôi cũng có làm thêm ngoài chút ít. Cuộc sống gia đình gần 20 năm qua cũng chưa phải vay mượn ai. Con cái vẫn học hành đầy đủ. Chúng tôi vẫn luôn vui vẻ phấn đấu. Cuộc sống ai cũng vậy, có những lo toan đời thường. Chỉ đến khi tóc đã điểm bạc, thấy bố mẹ ngày càng già đi, tôi mới chợt nhận ra mỗi năm chỉ về gặp bố mẹ đôi lần. Vậy có quá ít không? Sao lại đắn đo vì chút tiền tàu xe mà cản trở mình về nơi mình sinh ra, về với những người thân yêu nhất khi tuổi đã xế chiều? Khi thoát ra được những suy nghĩ ấy, cứ mỗi khi rảnh tôi lại nhảy xe về quê, có khi một mình, có khi cả nhà. Tôi thấy về quê là niềm hạnh phúc lớn. Có khi chỉ về để nhìn thấy bố mẹ, biết mọi người còn khỏe là đủ, chứ không cần phải vì lý do to tát gì. Tùy theo hoàn cảnh mỗi người, mỗi gia đình, nhưng hãy về quê khi bản thân mình vui vẻ muốn về. Nếu còn tâm trạng còn đắn đo, thì không nên để bố mẹ phải buồn vì suy nghĩ chúng nó về thăm mình mà tốn kém quá. Làm vậy khổ cả mình, khổ tâm cả bố mẹ. Không biết quý vị có để ý không, nhưng kỳ thực tôi thấy có nhiều người suy nghĩ bi quan quá. Một khán giả khác cũng chia sẻ là trước kia thu nhập 7-8 triệu đồng mỗi tháng, hai vợ chồng tôi vẫn về quê ăn Tết. Giờ thu nhập 20-30 triệu đồng, chúng tôi vẫn về quê ăn Tết. Quan trọng là được về bên gia đình người thân. Bởi cuộc sống có nhiều điều chúng ta cần trân trọng tận hưởng. Mỗi lần về quê thấy cha mẹ già hơn, anh chị các cháu ở quê còn nhiều khó khăn, quê hương chưa nhiều đổi mới, chính là động lực để tôi cố gắng hơn trong năm tới. Có nhiều tiền thì tiêu tiền kiểu nhiều, ít tiêu kiểu ít. Người thân sẽ luôn thông cảm cho chúng ta. Đừng vì chút thể diện, chút tiền bạc kiếm thêm mà bỏ lỡ những giờ phút quan trọng trong cuộc đời. Quý vị biết không, có bao nhiêu người mà gần đây cha mẹ mất đi mới hối tiếc. Xưa tiếc tiền về, giờ có tiền đi chăng nữa cũng biết về với ai. Tùy túi tiền mỗi người mà liệu cơm gắp mắm. Tuổi già của bố mẹ chẳng kéo dài, thử nhầm tính sau 365 ngày cũng chỉ một lần gặp mặt. Ví dụ bố mẹ sống được khoảng 20 năm nữa, thì nếu tranh thủ vẫn sum họp được 20 lần, cháu được gần gũi ông bà thêm 20 lần. Nếu 2 năm mới về một lần, nghĩa là số lần gặp ông bà chỉ còn một nửa. Thế nên quý vị ạ, theo Triết Lý Vàng là nếu không quá khó khăn thì mỗi người hãy cố gắng về, chi tiêu trong mức thu nhập. Chúng ta còn vài chục năm, còn sức khỏe để cố gắng kiếm thêm tiền. Trong khi đó bố mẹ chỉ còn đếm từng ngày để gặp chúng ta. Hơn nữa quý vị ơi, về quê ăn Tết cũng là dịp để mình có thể xả stress, về thăm lại gia đình, quây quần bên nhau, chúc Tết vui vẻ với cha mẹ già. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Chỉ có vung tiền ăn chơi đãi đằng quà cáp, lì xì tiền to mới gây tốn kém. Đó chẳng qua cũng là bệnh sĩ diện. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp quý vị có thêm những góc nhìn mới mẻ trước khi bước sang thềm năm mới 2023. Chúc quý vị sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an
may mắn và hạnh phúc bên gia đình người thân quý vị chưa biết buông bỏ điều này, càng già càng tủi nhục. Có câu chuyện thế này. Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng. Dạ, tôi không quen biết các cụ, nhưng chắc là ba cụ đang đói bụng lắm. Vậy mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé. Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi. Ông chủ có ở nhà không thưa bà? Người phụ nữ trả lời. Dạ thưa không ạ, nhà tôi đi làm chưa về. Thế thì cả ba chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được bà. Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ. Bà này, vậy thì bây giờ bà hãy ra mời ba ông cụ vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào nhà. Người vợ làm theo ý của chồng. Bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào nhà. Cả ba cụ đồng thanh đáp. Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Vì sao thế thưa các cụ? Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích. Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão bà đây chính là Tình Thương. Bây giờ bà hãy đi vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng nghe. Người chồng nghe xong vui mừng nói. Ôi vậy thì tuyệt quá. Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước? Cụ là điểm phước đây rồi sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền bạc của cải sung túc. Nhưng người vợ lại không đồng ý. Nếu vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Thành Đạt vào trước chứ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà chưa đưa đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ. Ba mẹ à, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ ngập tràn tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ. Có lẽ con gái mình nói đúng đấy. Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời. Dạ, gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách đầu tiên vào với gia đình chúng tôi ạ. Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương. Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ đứng lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi. Hai cụ ơi, tại sao hai cụ cũng vào cùng theo thế? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc hay sao? Lúc ấy cả hai cụ mới cùng trả lời. Nếu bà mời Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây thì chỉ một trong hai người tôi vào nhà được thôi. Nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương, thì ở đó sẽ có Giàu Sang cả Thành Đạt đó bà. Quý vị thân mến, dục vọng và lòng tham của con người là vô đáy. Chúng ta luôn muốn có nhiều hơn những gì ta đang có, thậm chí còn đánh đổi cả tính mạng của mình để có được những thứ đó. Nhưng chúng ta không biết được rằng con người càng nhiều dục vọng, thì càng khổ và càng làm nô lệ của cuộc sống. Chúng ta luôn chạy theo những thứ vốn dĩ là phù du, mà quên mất rằng chúng ta đang sống và có nhiều thứ ở cuộc sống hiện tại. Đời người ngắn ngủi, sinh mệnh lại càng phải trân quý. Chúng ta dù không thể nắm được độ dài sinh mệnh, nhưng lại có thể nắm được tâm thái của bản thân, khiến con đường đời phía trước thêm thênh thang rộng rãi. Người xưa có câu, đời người vốn không khổ, khổ là do dục vọng. Lòng người vốn không mệt, mệt là do so bì. Thế nên giữ tâm thái an lạc là điều quan trọng nhất. Một đóa hoa lụi tàn chẳng thể khiến cả mùa xuân hiu hắt. Một thất bại trên đường chẳng thể khiến hoang phế cả cuộc đời. Hành trình sinh mệnh là một quá trình từ non nớt đến trưởng thành, từ ngây ngô bước tới trí tuệ. Thế nên cuộc đời chính là một quá trình tu hành, tiến dần đến hoàn thiện. Phật nói rằng con người đối với dục vọng thì như cầm đuốc lửa mà đi ngược gió. Nếu không bỏ đuốc xuống thì tất bị cháy tay. Độc tố tham dục ở ngay trong thâm tâm y như đuốc lửa ở nơi tay mình. Không sớm tạo đạo hạnh mà trừ bỏ thì như ham cầm đuốc lửa, tất có cái họa cháy tay.
con người tự là đuốc lửa cho mình. Nếu ôm tham dục mà đuốc lửa cháy tay, có đạo hạnh thì đuốc lửa soi đường. Con người tự là đuốc lửa cho mình. Nếu ôm tham dục thì đuốc lửa cháy tay, có đạo hạnh thì đuốc lửa soi đường. Với dục vọng, người cũng từng nói, nó không khác nào miếng thịt trong đám diều hâu. Giống như một con diều hâu cắp được miếng thịt bay lên hư không, nhưng con diều hâu khác liền vây lấy nó và tấn công bằng mỏ nhọn, bằng vuốt sắc mãi đến khi nó nhả miếng thịt ra. Hễ con nào buông bỏ miếng thịt thì được yên thân và ngược lại. Từ đó Đức Phật đã suy niệm những tham dục của chúng ta cũng giống như những miếng thịt. Ai nắm lấy chúng thì sẽ bị đau khổ, ai thả chúng ra thì sẽ được an bình. Khi dục vọng lên ngôi thì khổ đau xuất hiện. Bản chất dục vọng và cách thức chuyển hóa chúng đã được Đức Phật Thích Ca chỉ bày khá rõ. Vấn đề mức độ chuyển hóa thành công hay không liên quan đến sự chuyên tâm nỗ lực của từng người. Phật dạy rằng ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người, là tham, sân, si. Trong đó chữ tham đứng hàng đầu. Vì lòng tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê u tối. Dục vọng cũng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành ác nghiệp. Tham lam không phải là bản chất của con người, bởi vì bất kể ai sinh ra cũng đều như tờ giấy trắng, đều có trái tim thuần hậu và thiện lương. Nỗi tham lớn dần lên theo năm tháng, theo những điều mà con người muốn sở hữu và đang sở hữu. Càng có nhiều thì lại càng tham nhiều, càng mong muốn nhiều thì lại càng tham nữa. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng và dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu không biết tiết chế kìm nén lòng tham thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham thì tai họa vẫn đến. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham thì tai họa vẫn đến, phúc lộc vẫn bay đi, không giữ lại được thứ gì. Mà tham thì thường đi liền với ác. Vì tham nên làm ác để thỏa mãn thứ mình muốn, làm ác để thỏa mãn lòng tham vô bờ bến. Muốn thiện trước hết phải hết tham, muốn phúc trước hết phải biết đủ. Người xưa có câu, người sống thiện họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới. Đừng nghĩ rằng tham mà không bị báo ứng. Nhân quả luôn có, dẫu rằng đến muộn. Con người sống giữa nhân sinh là đều thuận, theo luân hồi nghiệp báo không ai tránh được, càng không ai có thể thay đổi được. Vì thế buông bỏ lòng tham, tu tâm dưỡng tính chính là việc làm đầu tiên để tích đức hành thiện. Không tham lam, không vọng tưởng thì hạnh phúc ngay trong phút giây ấy, phúc đức ngay trong phút giây ấy. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí huệ. Cuộc sống là vô hạn, đời người là hữu hạn, cũng như những thứ trên đời này là vô hạn. Khả năng con người là hữu hạn, cứ níu kéo những điều không thuộc về mình, dành những thứ vốn không thể với tới chính là một loại đau khổ, một loại hành xác. Từ bỏ tham lam dục vọng, sống đời bình an hạnh phúc. Nhân sinh tại thế có 7 điều nhất trong đời, người nghe đến đâu thấm đến đó. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Thưa quý vị và các bạn, sinh lão bệnh tử là quy luật muôn thuở và không một ai có thể chống lại được. Đến khi ra đi thanh thản, miễn sao sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm, để lại cho đời ý nghĩa. Hãy đến với 7 cá nhân trong kiếp nhân sinh để sống một cuộc đời an lạc viên mãn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Nhân sinh tại thế có 7 điều nhất trong đời, người nghe đến đâu thấm đến đó. Thứ nhất, toán mệnh lợi hại nhất trên đời gọi là nhân quả. Tất cả vận mệnh đều là nhân quả. Nhân sinh tại thế kỳ thực là một cuộc tu hành. Làm người như thế nào sẽ gieo xuống quả như vậy? Có một câu chuyện kể rằng, có một người đàn ông nọ làm ăn phát tài rồi mua một tòa biệt thự 3 tầng. Trong lúc đang sửa chữa, bà khuyên anh tìm thầy phong thủy đến xem để tránh phạm sát. Ngày hôm sau, anh lái xe chở thầy phong thủy đến biệt thự. Vừa xuống xe, từ phía sau ngôi nhà đột nhiên bay lên 7-8 con chim. Thấy thế anh dừng xe ở cổng, xin lỗi thầy phong thủy phiền đại sư chờ cổng một lát. Có chuyện gì vậy? Thầy phong thủy ngạc nhiên. Ở sân sau nhất định có một đứa trẻ đang hái vải.
lúc này chúng ta đi vào, đứa nhỏ sẽ hoảng sợ, lỡ rơi xuống sẽ không tốt đâu, anh cười nói. Vì thầy phong thủy im lặng một lát rồi nói, anh không cần xem phong thủy của ngôi nhà này nữa đâu. Người đàn ông kinh ngạc, đại sư sao lại nói như vậy? Dù anh ở nơi đâu, đó cũng là vùng đất có phong thủy tốt. Phong thủy mà vị đại sư này nói tới rốt cuộc là gì? Lục tổ đàn kinh đã nói. Lục tổ đàn kinh hay còn gọi là pháp bảo đàn kinh, là một bộ ngữ lục, một quyển do lục tổ Huệ Năng thuyết, nên còn gọi là lục tổ đàn kinh. Hết thảy phúc điền đều không thể rời tâm địa. Cái gọi là phong thủy là mỗi từng niệm đầu được gieo xuống trong lòng bạn. Cái gọi là toán mệnh chính là thiện hạnh mà bạn lưu lại ở nhân gian. Toán mệnh lợi hại nhất chính là nhân quả. Bạn muốn quả gì cần phải trồng nhân đó. Bạn tỏ ra thiện lương, có lẽ sẽ không lập tức nhận được hồi báo, nhưng nhất định sẽ được lưu lại ở một không gian khác, về sau sẽ được đền bù. Thế sự có luân hồi, thiên lý có tuần hoàn, vận mệnh có định số. Bản thân gieo xuống nhân gì, cuối cùng rồi sẽ kết quả đó. Thứ hai, tăng thọ linh nghiệm nhất trên đời gọi là dưỡng sinh. Mỗi người đều muốn có một bí quyết trường thọ, mà tăng thọ linh nghiệm nhất trên đời chính là dưỡng sinh. Dưỡng sinh yêu cầu chúng ta có một tâm thái tốt. Y học hiện đại phát triển, 65-90% bệnh tật của con người là có mối quan hệ với tâm tính. Tâm tính một người mà tốt, trong lòng không ưu lo, trong mắt luôn vui cười, như vậy đại não sẽ bài tiết nhiều hormone dopamine, khiến cho tâm trạng con người buông lỏng, các chức năng của cơ thể hài hòa cân đối, tăng cường sức khỏe. Dưỡng sinh yêu cầu chúng ta bảo trì thói quen sinh hoạt tốt đẹp, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đến công viên rèn luyện thân thể, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tụ họp vui vẻ cùng bạn bè gần xa. Dưỡng sinh yêu cầu chúng ta phải quản lý tốt tâm tính của mình. Trong Hoàng Đế Nội Kinh có nói, giận sẽ làm tổn hại tạng can, mừng vui quá sẽ làm tổn hại tâm, mừng vui quá sẽ làm tổn hại tạng tâm, lo âu tư liệu quá sẽ làm tổn hại tạng tỳ, ưu sầu bi ai quá sẽ làm tổn hại tạng phế, sợ hãi quá sẽ làm tổn hại tạng thận. Bách bệnh đều sinh tại khí, quả đúng là như vậy. Cảm xúc ổn định là cách dưỡng sinh tốt nhất của con người. Thứ ba, là hành vi khôn ngoan nhất trên đời gọi là tu hành. Chúng ta cả đời này tu hành là để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Tu hành là coi nhẹ thắng thua. Nhân sinh như một ván cờ giang dở, người tranh kẻ đoạt. Đời đời tương truyền rằng thắng thua hai chữ này vĩnh viễn không đi đến hồi kết. Tu hành là coi nhẹ sinh tử, nhân sinh vô thường. Sinh tử đều không thể tránh khỏi. Đừng nghĩ về quá khứ, hãy trân trọng hiện tại. Tu hành là học cách cô độc. Mỗi người đều có một đoạn thời gian độc hành, hoặc dài hoặc ngắn, không thể né tránh. Đừng cảm thấy sinh mệnh trống rỗng. Nhất thời cô độc cũng có ý nghĩa rằng bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Một số phong cảnh là để bạn một mình thưởng thức, một số con đường cũng là để bạn bước đi một mình. Thứ tư, hạnh phúc rẻ nhất trên đời gọi là tùy duyên. Có nhiều thứ khi sinh ra không mang đến, tử không thể mang theo. Đã là gánh nặng mệt mỏi, làm sao phải cưỡng cầu. Những chuyện vụn vặt trong nhân sinh, có thể quên thì hãy quên, có thể buông thì hãy buông. Làm sao phải xoắn xuýt, làm gì phải cãi nhau. Khi sống cùng với nhau chân tâm thật ý thì sẽ tốt. Khi làm việc không thẹn với lương tâm thì mọi chuyện sẽ mưa thuận gió hòa. Duyên phận có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ưu nhã buông tay là hạnh phúc, thản nhiên đối mặt là rộng rãi. Chuyện cũ như gió không thể đuổi, tốt hơn hết là tùy duyên. Hài lòng thì hạnh phúc sẽ đến. Thanh tịnh trong năm tháng đơn giản nhẹ nhàng, vạn sự tùy duyên, tới lui như gió. Nhân sinh một đời có quá nhiều truy đuổi, bỗng nhiên thu tay nhìn lại, hạnh phúc lại ở ngay tại bên người. Thứ năm, công đức khác biệt nhất trên đời gọi là hiếu thuận. Chúng ta thường nói, làm việc thiện tích đức, trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Khi chúng ta nỗ lực thực hiện hiếu đạo, thì công đức của chúng ta cũng vì đó tự nhiên được tích lũy. Không trách mắng oán giận cha mẹ là hiếu thuận. Không để ý những thiếu sót vụn vặt của cha mẹ là hiếu thuận. Đối mặt với cha mẹ bằng một sắc mặt tốt cũng là hiếu thuận. Trong từng chút thời gian, chúng ta có thể thực hành đạo hiếu, cũng đều có thể tích đức. Hy vọng chúng ta không quên cảm ơn, trong lòng khắc ghi gian khổ của cha mẹ là một người con hiếu thuận. Điều thứ sáu,
giải thoát nhanh nhất trên đời gọi là buông bỏ. Chấp nhất là một loại thống khổ, buông bỏ là một loại giải thoát. Nhân sinh tại thế kiểu gì cũng sẽ chấp nhận quá nhiều, hoặc chấp nhất vào con người, hoặc chấp nhất vào sự việc, hoặc chấp nhất vào vật, cũng hoặc chấp nhất vào lời nói. Quá khứ đã là quá khứ, cho dù tốt xấu đều đã trở thành sự thật, không thể cải biến. Dính mắc vào nó quá nhiều, chỉ làm cho mình và người khác thêm bối rối. Quãng đời còn lại không dài, chỉ có học cách buông bỏ, tâm linh mới có thể được giải thoát. Chúng ta mới có tâm tình để thưởng thức phong cảnh, lúc đi đường mới có thể nhẹ nhõm tự tại. Và điều thứ bảy, biến số khó khăn nhất trên đời gọi là vô thường. Trên đời này điều duy nhất không thay đổi chính là biến hóa. Thế sự vô thường, ai cũng không biết được rằng ngày mai chuyện gì sẽ đến. Nhân sinh tại thế, cuộc sống hối hả xô bồ. Con người ai cũng chạy theo công việc, tất bật mỗi ngày, tranh đấu trên chính trường, thương trường, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Chợt nhìn lại thì thấy mình đã già. Thời gian trôi qua, đời người thật ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều, đó là được sống một cuộc sống thanh nhàn, hưởng trọn vẹn niềm yêu thương là điều vô cùng quý giá. Nên thời gian cũng vô thường như vậy. Nhân sinh tại thế, thế sự vô thường. Có người nói, người tính không bằng trời tính. Cho dù bạn giàu có bao nhiêu, một trận ốm nặng rất có thể sẽ cướp đi tất cả những gì bạn đã tích cóp. Một chuyện không may ngoài ý muốn rất có thể khiến bạn không còn lại chút gì. Trước sự vô thường của sinh mệnh, con người trở nên nhỏ bé và dễ tổn thương biết bao. Bởi vậy nhân sinh đến rồi đi, quả thật không có quá nhiều thời gian để chúng ta mải mê tranh đoạt. Chỉ bằng thừa dịp ánh nắng vừa vặn, thừa dịp gió nhẹ trời trong. Muốn yêu người hãy yêu, muốn gặp người hãy đi gặp, muốn làm chuyện tốt hãy đi làm. Như thế mới là không cô phụ đối với nhân sinh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Nhân sinh tại thế có 7 cái nhất trên đời. Hãy nghe để thấu hiểu quý vị nhé.